Chào quý cô chú anh chị. Dạ, hôm nay có dịp đi qua đường Huyền Trân Công Chúa, ở góc đường Huyền Trân Công Chúa và Lãnh Bình Thăng. Dạ, thì Công Chúa Ngọc Khanh và Lãnh Bình Thăng. Người ba. Ở đây có một cái tiệm bánh cuốn chiếu ha. Cái này là gỏi cuốn. Gỏi cuốn chiếu. À. Dạ. Đây là gỏi cuốn. Là bán 7 ngòn 7 mấy. Cái gì nữa? 7 ngày 7 món. 7 ngày 7 món. Nó hồi sao éo lưỡi vậy trời. À, tức là có các cái danh sách các món này quý cô chú anh chị. Dạ. Thứ hai là bún cà ri vịt. Gà, bún mắm. Thứ ba, thứ tư bánh canh cua, giò heo. Thứ năm bị tìm. Thứ sáu đó. Chủ nhật là gỏi cuốn, gỏi đu đủ nha. À, Huỳnh Thánh và bánh tâm bi, tức là bốn món thiếu ha. Dạ, bốn món. Dạ. Có bán keo hưu lần này chưa? Cái gì? Keo hưu á. Cái gì? Hả? Keo hưu chiên giòn. Keo hưu. Hôm nay là... Keo hưu. Keo hưu. Mệt ghê cái ông Dũng này. Là con heo. Má này ngựa dễ sợ không? Ngựa dễ sợ chưa? Không này mệt ghê luôn. Đây trong cái gọi bỏ lên đây. Rồi cuốn này là có tôm, thịt, lỡ tay heo nữa. Chỉ có ông mặn có cái nào trên vậy. Đây nè, quay bên này. À bên này ha. Bên này là. Bên này là ta cái đó. Rồi, quay như bên này đi. Đây bên này là đây cũng cả cái nguyên liệu của món gỏi cuốn này quý cô chú anh chị. Dạ. Còn đây là gì? Hoành Thánh lá. À, Hoành Thánh. À, tức là hôm nay gỏi cuốn gỏi đu đủ Hoành Thánh. Hoành Thánh. Hôm nay là gỏi cuốn gỏi đu đủ bánh tằm bì. Hoành Thánh lá nè. À, Hoành Thánh lá. Ồ. Hoành Thánh lá ha. Ừ. Nhìn cứ tưởng măng chứ ha. Giống như măng á. Lá nè. Là Hoành Thánh lá ha. Ờ, Hoành Thánh lá. Ồ, hay quá, cái món này chưa bao giờ nghe luôn á. Ăn thử thì biết liền. Giờ no quá rồi. Trời ghê. Mới đi ăn cơm xong thưa quý vị, thưa cô chú anh chị. Dạ. À, hôm nay làm cùng 4 món luôn. Đây là rau để ăn. Cái này với... là gỏi đu đủ. À. Cái này là gỏi đu đủ. Dạ. Còn cái rau này là bánh tằm bì, cái này là rau nêm vô gỏi. Còn đây là bún để ăn gì? Cái này là bánh tằm. À, bánh tằm. Ngoài tương, tương mà không thấy đầu chỗ phải không? Đấy. À, hay quá. Không lấy đâu bảo. Bên này là cậu cùng ăn với... Cái này là ăn mình thánh lá đó. Ăn thánh lá, dạ hay quá. Cái này là tôm khô, bánh tằm. Dạ, 7 ngày 7 món ha. Ừ. Dạ. À, 7 ngày 7 món. Trời ơi, ngày nào nó cũng lại mua món này. Đây là chị Út với là chị bên này là chị Tám à? Tám cà ly đó, Tám cà ly. Quay cho tao quay mặt mà Tám hậu trang ra. Cái gì vậy? Tám cà ly. Quay lên mặt rồi nè. Quay qua mặt rồi nè, mặt rồi giới thiệu rồi nè. Trên Đông Bình còn ông Năm nữa. Năm vô miệng tôi là ông ấy mua cả nhà. À, còn cuốn với mới cuốn là bên đây. Dạ đúng rồi. Còn bên đây là ăn với Hoành Thánh lá ha. Hay hay quá. Bốn cuốn. Lương Dũng bưng qua giùm. Hoành Thánh lá nó khác với Hoành Thánh thường như nào ha? Hoành Thánh thường á là Hoành Thánh mà người ta gói thịt vô, em hay ăn đi. Cái mày là Hoành Thánh đó, Hoành Thánh thịt đó, còn này là Hoành Thánh lá. Hoành Thánh lá này quý cô chú anh chị, cái này là món này của người Hoa đúng không? Người Hoa luôn. Hoành Thánh lá là người Hoa. À, người Hoa nhưng mà được biến đổi theo cho hợp với người Việt mình đó. À, hay ghê ha. Bạn ở đây lâu chưa chị Hoa? À, chị Tám. Lâu lắm hả? Lâu rồi. Mấy chục năm hả? Có rồi. Dạ. Nói chính xác tự nhiên lâu rồi, có rồi là sao bạn? Hỏi lâu chưa? Lâu lắm rồi, là mấy chục năm không? Có 20 năm vậy. Hơn 20 năm hả? Ở đây nè, bà này mới là chủ nè, bà kia là chị gói rồi. Bà này là ô xin. Con Hoành Thánh lá này.
xe mẹ đặng á. Đây gọi cuốn này quý cô chú anh chị. Dạ. Có thêm cái lá hề nữa ha. Đó, lá hề nó mới ngon. À hay ghê. Ăn với lại tương á. Nó dạ. Có cái cọng hề này ăn rất là ngon. Dạ. Không không có cọng hề thì không ngon. Dạ à, không ngon. Lá hề là ngon. Thầy này ông Sài Gòn giáo viên nói sao ha? Ông nói một cái này là vốn bao nhiêu? Vốn 3.700 hả? Vốn là 3.700, trong đó là con tôm là 750 nè. Vốn là 250 là 1.000 nè. Heo với lại da heo với lại thì là 500 nữa là 1.500 nè. Giá 200 nữa là 1.700 nè. Vốn 150 nữa là 1.800 nè. Rau heo 350 nữa là 2.100 nè. Cộng thông này với lại nghệ là 200 đồng nữa là 2.300. Ghê ha. Bánh tráng một cái vậy là 230 đồng nữa là 2.500. Chưa có tới luôn, tôi nói cho bà biết nước mắm đồ này kia là tôi tính thao hụt cho bà luôn á. Còn ra đây ông làm kinh doanh đi cho rồi. Cái ông ngồi kế bên làm cái thôi. Ông mệt quá. Là hả, nước mắm đồ với lại bịch bao rồi là tôi tính luôn là công của bà vô luôn rồi đó, bà đừng có tưởng. Làm cái toán được rồi. Rồi bóp. Đúng rồi, bà. Làm cái toán được rồi. Thành ông nội nhà người ta rồi đó. Đó. Có ai mà như bà không? Bán gọi cuốn không mà đem về. Có không? Nói thì bà thấy nhận hồi xưa mặn cứ cho. Mặn nào cho? Có không này. Tôi coi tôi không phải nghĩ tới giờ là nó léo hay á ha. Ai gọi? Alo. Bún đầu. À anh giao vô nhà. Anh giao vô nhà giùm em lên chạy ra đây lấy tiền nha. Tại vì em giao hàng rồi. Giao ở trong nhà giùm em đi. Rồi anh chạy vô giao hàng bán á, anh lấy tiền giùm em đi vô chợ á. Đúng rồi đúng. Không đậu để ở nhà nhưng mà ra chợ lấy tiền. Ok. Đúng rồi, chính xác. Trong đó có người đó mà tự nhiên mà nhìn vô điện thoại chi vậy? Vậy năm cuối ngoài rồi đó. Của anh đó hả? Chà, một cái cuốn đây to đùng luôn ha. Vậy là một cuốn là 12.000 một cuốn ha, hả chị? Đúng rồi, 12.000. À, 12.000 một cuốn nha, quý cô chú anh chị. Dạ. Cái gì vậy? Về gì vậy? Cái gì nhai gì vậy? Không phải là ông cảm ơn mọi người. Đó, một cục tiền đó là nó đâu có xạo đâu. Bạn bên cuốn là lời lắm á, theo như ông này nói đó. Vậy thì ông ra ông bán luôn cho rồi. Một căn nhà trên đường lãnh đường hăng tới 20 tuổi. Một căn bên bờ nè, để sắp ra Phú Quốc mua thêm rồi một căn hộ qua cho phá lên đó. Đi phá lên luôn. Cái gì phá lên gì vậy? Nói trước mặt cho đường, có nói sau lưng. Ba nhớ thịt ba chín. Ba rồi mà đây đang có bán nhà. Ba rồi ha. Ba rồi ba chín là giống nhau mà. Đúng rồi nói. Nhưng mà mình người Nam mình kêu ba rồi. À ba rồi, dạ. Người Nam mình kêu ba rồi luôn mà. Dạ. Nam người rồi ba rồi, à thịt ba rồi ha. Cái bên cuốn là phải có cái hề này, thấy chỗ nào cũng vậy hết á. Vậy. Ba gọi cuốn nhầm, gọi cuốn. Nhiều à, 501. Phải có cái lông hề nó mới ngon. Chưa giờ là bạn có xung lắm á. Chưa giờ là bạn gọi cuốn luôn ha. Chút ha. Bán hồi nào giờ mà đổi món. À. Gọi vô. Dạ. Yeah. Gọi nó chua ha. Bỏ đồ chua vô nó chua hả? Cái này là quan trọng nhất là cái chỗ nước chấm ha. Nước chấm phải ngon ha. Chấm ngon đặc biệt đã ơi, người ta mới nhớ tới được. Tám. Vô với mày lấy cái đường kem bỏ vô nó mắm thêm rồi đó. Lấy đường chua bánh nhầm bỏ vô đường chua.
lấy đi. Là đây là nhà mình luôn ha chú ha? Không có này chợ. Chợ ha? Là mình thuê mình bán thôi không? Không. Cái sạp này là bà đã mua rồi. Ha. Giá hồi xưa cách đây năm 1990 là 127 lượng vàng. Không có gì ông cũng biết đúng không? Vô trong lấy cái gì bỏ đi. Hay ha, cái này mình xịt nước vào nó mềm để dẻo bánh tráng lại. Dạ, làm cho mẹ. Về nó cuốn cuốn dễ hơn. Hồi xưa thì cũng không có xịt nước, mà hồi xưa người ta ướp lá chuối. À. Kiểu như ta lót lá chuối từ lớp á, bánh nó dẻo lại. À, dạ. Còn giờ là tao không có ướp nữa. Ướp lá chuối thì tốn lá chuối không? Tốn lá chuối. Giờ thì tao không có cua, tao có lót lá chuối như giờ. À, ngày xưa hay quá ha. Ở đây là đủ các loại rau này, quý cô chú anh chị. Dạ. À, rau cái muống, á quên này, muống cây giáp cá. Nữa đó hả? Giáp cá. À, dạ. Muống cây giáp cá tí tôm. Dạ. Dạ. Rồi cuốn mà bà nó bỏ nó muống vô. Muống cây giáp cá tí tôm. Ồ. Dạ. Quế. Cho ai quơi ra được à. Ai quơi. Hả? Chỗ áo mua ai quơi á. Ai quơi là. Quơi. Làm ca sĩ của ai quơi á. Hả? Ở trứng sống hả? Bồ của chồng và ông. Để ông nói tôi gì không hả? Ông nói gì? Đọc nhiều chuyện ra. Nhiều chuyện gia đình bài xí và quảng cáo. Alo. Alo. Cái gì nói đi em. Em ơi giờ chị bán rồi chưa, chị không có tiếp được em ơi. Sao? Sao cái gì? Sao chị? Cái gì? Giao đồ ăn ha. Nào nói gì á? Rồi rồi rồi. 10 cuốn gỏi, 5 cuốn a, 5 cuốn mì. Một phần gỏi đu đủ. Rồi ok. Đi đâu không? Đi đi 29 đường sao? Ở chỗ đâu ạ? Hả? Nước mắm á. Là bỏ vô rồi, nửa bịch tới 8 giờ quậy lên coi ta. 29 đường số 1B, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân. 10 cuốn gỏi, 15 cuốn gỏi với lại một gói cho một cái đu đủ. Rồi rồi cân đi, giờ bao nhiêu cuốn? 15 cuốn. 15 cuốn là ba đấy cho ba thử luôn hả? À ba thứ luôn đúng không? Theo kìa. À, năm gói hả? Bên này làm gói luôn luôn. À, hôm nay gói cuốn gói luôn luôn. Đó quay má này nè, đang nước mắm. Giá đồ qua nước mắm nước lòng. À. Rồi ta gọi thì mình giao ha. Mấy hộp bự? Tại biết hỏi cốt hỏi tôi. Mấy hộp bự? Một hộp. Rồi, nhiều ghê ha. Mới sửa về con bự. Nó bịch cơm cho mập gì vậy? Nó đi về rồi bây giờ bỏ lên cân coi nhiêu rồi rồi chụp hình gửi cho nó. Quan Thi cưng lại đi. Cái gì? Tôm đó. Không. Dở không? Nó bị xỉn á. Đưa đưa cho Thành đó. Ờ đưa cho Thành đi, tán đưa cho Thành luôn đi. Cưng bao nhiêu đưa cho Thành luôn đi. Quay hoài vậy. Đâu mới quay à. Nó lên mạng nhiều lắm rồi. Dạ. Nhưng mà sợ ế, quay hoài. Đó quay mà hỏng luôn cho ông thấy. Quay lên đó, đây nè, đó. Đó ông chủ nhà hàng ái quê nè. Ngày thường là đi ra ăn ăn xong rồi hả, đúng 2:59 là chơi bạc trượt nè. Bữa nay tôi báo công an quận 11 thì có nguyên khổ luôn nè. Thì có biển, có biển thối vậy. Đó nhơn cái tập giật mình ta nói tới là ho. Hôm nay chưa ăn xong rồi. Tôi đặt ráp vào. Ráp vào 220 hả? 182. Trời
tôi biết password của bà, cái bữa nào nó chuyển tiền trong tài khoản của bà đi, cái bà đổ thừa tôi chết mẹ. Đó, tới giờ ngủ rồi đó. Năm con bì nha bà. Cái này chấm với cái sốt, tương, tương luôn. Tương, tương xào, tương đen của mình nó xào lại. À. Mình phải xào lại ăn mới được. Nhưng mà thầy cái này có mùi bắp tương. Thầy cái đó là giống người trong nó có thịt đồ này kia đúng không chị ha? Cái nó chấm à? Không. À. Nó chấm mình chỉ phi tỏi thôi. À vậy hả? Cái giống cái cuốn này này, tương giống cái cuốn này này. Ngon quá, ăn cơm mới ăn cơm xong rồi. Ăn đường phố của Việt Nam phía cô chú anh chị. Cái gỏi cuốn này là xuất xứ từ đâu ta? Hả? Miền Tây mình á. Dạ, món ăn của người miền Tây đúng không? Dạ. Đấy, miền Tây mình. Là một cái. Cái này đâu chưa không? À, cô ăn. Giống. Giống kìa. Trời ơi. Ông ơi, nặng đó, chút bây giờ mình dạ. Không có nói chị được rồi. Mà lấy xong rồi 750 gram rồi. Ờ. Lấy 3 phần gỏi đường đủ. À. Đúng rồi. Hả? Anh đi rồi mới qua đây hả Dũng? Đâu có, mới đi ăn về nè. Đó, hay chưa? Má nè. Mới đi á, ổng đi Úc với ổng tháng rưỡi. Đi công nhẹ lái hay bay bà già? Đi công rớt xuống mà bà già dẫn bay. Nói nữa. Đi đây nữa đó, nói cái gì? Đó, quay mặt lại lên. Lấy 2 phần bánh tầm bì. 2 gỏi đu đủ, 2 tầm bì đúng không? 3 gỏi đu đủ, 2 bánh tầm bì, rồi 1... Nhìn ngon ghê nè. 1... Tôm. Cái gì vậy? Chánh với tương là nó ngon lắm. Dạ. Yeah. Tương á. Tương. 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 Tương xào, tương mà uống xào lại. Mẹ à. Tỏi rồi vô xào, cái nó thơm. Mua thêm mà. Tức là cái bí quyết là cái nước tương nó đúng không? Đúng rồi. Không phải là cái này thì ai cũng làm được ha. Rồi. Mà cái nước tương rồi, thì có một người một cái. Ủa cái này là bún nước tương, cái này bún mắm nem hay là bánh tôm? Bún bì nha, thì bún bì nha. Bún bì. Bì nha, bì nha. Cũng ăn hay không? Ngon không? Cái này nhưng mà đỉnh ăn mắm nem nước mắm, nước mắm. Nước mắm. Ăn nước mắm đi ngon. Ừ. Dạ, vậy bán thêm phần này cho em nhưng mà chắc không đủ tiền của em chuyển khoản. Chạy ra đi, chạy ra đi. Số lượng chuyển khoản. Ừ. Chắc là trời thương không? Phải có người nổi tiếng vô comment rồi mới chơi mới lên. Đâu phải. Bán thêm một phần bún giống ảnh như vậy. Bún bì. À nó giống như là bún tương, à quên, giống như là bún bún mắm nem ở cái măng đó nhưng mà không phải mắm nem, bỏ lên một nước mắm. Nước mắm lên sao vậy ta? Quay má này má nào? Ủa? Úc? Cái này là có bị không? Có bị, Tám ơi, cho tao bị đi Tám. Bị lấy sao ta? Tôm to đùng luôn. Nha, cuốn bì nè. Ờ. À. Cái bì này là cái đó là bì. Bì thì mình không ăn bún. Mình chỉ cuốn bì là ăn rau sống thôi nè. À, nhưng mà cũng có cuốn bì luôn. Ừ. Úc lại lấy 2 cuốn bì đi, lấy 3 cuốn gỏi là cuốn bì. Cái cuốn bì này thấy cũng không phải là nhiều chỗ bán lắm đúng không? Đúng rồi. Bì vậy nè, là chấm với nước mắm. Chỉ chấm với nước mắm thôi, không chấm tương. Anh ơi, anh là cái kênh gì vậy? Phải biết làm đây rồi, biết ăn. Ủa, giờ còn giấu yêu luôn hả? Vậy anh thay đổi cái tên cái người phỏng. Cái này là Sài Gòn Food and Travel. Chuyên quay là Ái Hoa. Cái gì vậy trời? Ai quên hỏi hoài. Giờ mấy cái hộp đi Tám ơi, hình thôi ngồi. Vậy là em lấy tổng cộng là cái gì vậy? Cái đầu không này ghê á. Tôi nói ngày nào nó cũng ra đây nó quậy vậy đó. Cái gì vậy? Ừ. Ngày nào cũng ra quậy luôn à? À, cho nó vui. Cho nó vui. Ủa em là 2 cuốn bì, 3 cuốn gỏi. Hỏi tại sao mà ngày nào Dũng cũng ra đây quậy vui. Đậu hải bì. Đó. Cái đó là cái gì chứ? Tầm bì. À, tầm bì hả? Quay cho em, cho em coi cái hộp. Ờ, à, quánh tầm bì hả? Bánh tầm bì là gồm những cái nguyên liệu gì ta? Rác, ông bọn kêu rác, bọn coi mấy cái đầu hẹ đi. Mở lại đó. Rồi, ok mấy cái 220. Rồi, lấy đi, lấy đi, ăn như cái việc lấy. Thì bình con. Thích ăn đầu hẹ. Ăn đầu hẹ, cái đầu nó thật tầm bì. Có rồi nè. Tầm và bì đúng không? Alo. Tầm nè, đây là phần bột gạo với nước cốt dừa, ăn với rau sống với lại nước cốt dừa với lại hộp sẵn này bì đó là cái hộp sẵn. À,
vừa tâm vừa bì luôn đúng không? Coi như là vô giùm mấy này chứ đi. Ba hộp đó đi, một hộp 5 cuốn, ba hộp đi. Ủa, hộp 2 cuốn, 2 hộp. 5 cuốn. Hộp 5 cuốn luôn. 2 hộp. À hay ghê, cái này là thấy là nè. Lâu nay không thấy luôn. Ngon vậy không? Dạ. Lâu nay họ không thấy luôn. Lâu nay không thấy cái này nha. À, đúng rồi. Cái này là cây bì heo đúng không? Đúng rồi, bì heo với thịt. Đó. 5 cuốn bì nữa. Gọi là cuốn bì ha. Cuốn hả? À. Rồi 10 gói 5 bì á không? Rồi cũng làm hết rồi, cuốn đi. Cái này đủ chưa? 4 cuốn rồi phải không? Rồi là gọi cuốn à không phải. Ăn bì cuốn thì là không có ăn à, giá. Món này là món bì cuốn. À còn 2 cuốn. Còn 2 cuốn ai cuốn của chị này nữa để em cuốn nha. Món bì cuốn đúng không? Đúng rồi. Mà anh thầy ăn với nước mắm cái. Đúng rồi, ăn với nước mắm mới ngon. Ờ hay quá ha. Còn cái gỏi cuốn ăn với tương. Rồi. Đó, dạ, ngon lắm bì. Đây có cái món bây giờ mình không ăn bún nha bạn. Đúng rồi, bây giờ không ăn bún, em còn thích không ăn bún nữa. Khác với cái gỏi cuốn nha. Ừ, cái bì cuốn này. Tiếng gì kìa? Vậy đó kêu tiếng gì kìa? Hay ghê không? Tiếng gì đâu? Là gồm có thịt và bì heo trộn với thím đúng không? Đúng rồi, chính xác. Mà cái này cũng mua miền Tây luôn đúng không? Ai? Không, cái này của tôi làm lại cho tôi thì lát sao mà nhảy dầu lẹ quá. Ở đây không đi vậy, ở đây đâu có đứng được. Bà khỏi đi, tới 5 giờ mới đi. Chồng tôi đang chờ ở nhà mà bị. Cái gì? Thôi kể cuốn. Cho người ta trước thì ổn rồi. Thêm tôm nha, thêm thịt đồ vô gia chỉ luôn. Thêm tôm, thêm thịt rồi là nhiều cuốn. Gọi đi gọi qua đi. Gì vậy cha? Đấy mà lộn lùm la. Cái gì? Em nó kêu cái gì? Giờ hai cuốn bì của chị này nè. À hai cuốn bì. Hai cuốn gì anh? Cuốn bì. À. Em ăn hả rồi? Hai cuốn bì của ai gọi cuốn nha em này chay này. Hai cuốn mắm lên. Dạ. Dạ, lên đi. Đi cuốn. Đó hàng của bà đó hai cuốn nữa. Chỉ ăn tôm thịt gì mà. Rồi chờ xíu vậy. Ăn tôm thịt thôi, để dẹp nó lên đi. Tôm thịt nhưng mà chỉ thêm tôm, thêm thịt nữa, thêm đồ ăn phải không? Rồi. Nói chung là thêm đồ ăn. Thêm đủ tay á. Ok. Rồi. Dạ. Chị. Nhớ thêm đủ tay á, người ta nói thêm đủ tay. Rồi gấp đồ tay đi Tám ơi. Gấp cho mấy đồ tay chứ đã người quen rồi. Thấy mặt mày đâu quên. Rồi ok rồi có liền. Hai bình thịt hai bì ba gỏi nè. Hai cái bì ba gỏi, một cái bình thánh thịt. Ảnh hai cuốn rồi. Rồi, Dũng chả Dũng này Dũng. Mắm nè. Em mở túi em mở lấy cho em. À, cái đó cái bì cuốn là chắc không nhiều nơi bán đâu chứ ha. Đúng rồi. À, ít có ai bán lắm. Ờ, hay ghê đi ha. Cái bì cuốn này quan trọng nhất là nước mắm ăn phải ngon. Dạ. Nói chung là hai cái món này là phải nước mắm với nước tương phải ngon. Đúng rồi. Nước chấm á, quan trọng là nước chấm phải ngon cơ. Đúng rồi. Thầy ra em cũng có thấy là cái này này người ta có nhiều loại nước chấm luôn. Ấy cơ người ta. Đấy là 20 thôi nha. Đấy 20. Còn cái đầu phòng người ta mình rang người ta bỏ vô nữa. Đúng rồi. Lấy người ta 20 ra. Tại vì mấy người này á mình phải biết. Ta giao hàng mà đúng không? Ta giao hàng thì đâu bao nhiêu? Giao hàng với lại mấy cái nè. Cắt ra, ok. Hay ha. Giờ là người ta bắt đầu tới mua nè. Đông nhất là mấy giờ hả chị Út? Dạ giờ này dọn nha nè. Giờ của em 10 cuốn đãi xíu nha muối. Chị Út làm 2 cuốn này. Mấy cái cuốn thôi. Cái cuốn thôi. Cuốn lỗ tai bao nhiêu tiền không? 15.000 60. Có muối. Ăn như sáng cạn. Sao mà cứ chọc với gẹo ổng hoài vậy trời. Đâu có dám chữ tôi xé nhỏ ra muốn nói cái khác rồi đó mà tại vì lật lại luôn á. Hai cuốn nữa.
để xác xác kêu cho nó dính. Tôi đã bị tôi xé xác đâu rồi. Tôi lâu có hạt kịch đâu. Đâu. Ăn bún ăn riêu thì ăn bún hoặc ăn riêu thì sợi bún nó nhỏ ha, không phải sợi bún to ha. Đừng có hối đi đây, ai cũng mà hối về hết trơn à. Ăn này hả? Dạ, cho em cái phần bún giống như anh này nè. Này của dạ. Anh ăn bún tươi phải không? Anh ăn bị bún. Bún tấm nem phải không? Này của ai vậy? Cái này khuyên ông cọ. Này của chị đó. Cái gì vậy má? Ta lại khi ta cãi đồ vậy má? Dạ mà tôi cũng nghe lời ông cũng cãi nữa. Tôi cũng nghe là ông tôi cũng cãi nữa thiệt. Tự nhiên cũng cãi. Ông cọ thiệt nè. Gọt với hoàn tặng ba này á. Hai bún bình bạc cái đâu nè. Đây là món gì ha? Cái này là bún hả? Bún. 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 Đó có. Ủa sao ở nhà đặt cái đại gác sao nó không lên? Ăn với thịt heo không? Không. Heo với tôm ha. Chỉ có rưỡi cắn chốt đi. Bắt bà đặt đi á. Úc đặt bi này rẻ, tại vì Úc có gì mãi giảm giá của bi á, mình đặt nhiều quá. Tôm nhìn ngon ghê ha. Lời đi quá mà. Ủa đúng rồi. Cắm 2 cuốn y chang nãy nữa 15.000 á. Có 2 cuốn nữa. 2 cuốn. Ờ 2 cuốn chị đi chứ đi. Cứ nhắn tin qua chỗ đi. Có. Chua, rau, wow, ngon ghê á. Chất lượng. Khỏi bún hồi nãy thì nhà còn 2 tô súp. Thôi má, một đống kìa, mua một đống 300 hơn, 300 mấy rồi đó. Đây mở hàng, cái chuyện mà mở hàng mà bán cho 10 tô tiếng, có coi cái đó không? Một bán cho 10 tô tiếng, thử ra bán 10 tô tiếng, để 10 tô tiếng. Nhưng mà bán kêu là bán cho 10, một tô hủ tiếu mà. 2 củ 15 ngàn cho người ta đi kìa. Bán người ta trước luôn. Kêu bán cho người ta không mà mình tới. Ôi nhường cái lên đi. Chứ bà giờ bà làm cái gì? Ôi, ông chồng của bà giờ bà nào bà nâu niu như chính mình vậy thôi. Chồng lên bây giờ. Đây là bà đó chồng không? Tôi về tôi phục vụ chồng tôi nha. Tôi muốn phục vụ chồng một lần nữa đó. 8 ơi này ai cuốn ai bệnh là 8. Vừa ăn xong rồi vừa tập lên. Ôi. Dạ, làm như không có, làm như tôi ghét tôi không có phục vụ ai. Cái người nào ghét tôi nữa. Cái đóng bà sắc mòn mình đó. Ai đây có? Lẹ dùng một cái đi trời ơi. Thôi đi vô cuốn đi. Mà lắm luôn rồi đó. Thôi đâu? Tiếp tục hả? Trở lại nhà coi có không ai sai pháo rồi chị. Dây điện về nhà đi con. Để lên điện đi. Đây nè, chưa lấy. Tám ơi, do bà tiếp cho bà tám cho nó đứng cái bán đi. Nó hối hoài à. Tám mà vô bà. Má này ăn xong rồi. Má này chứ phải tôi rồi. Giờ phải 2 người cuốn ha. Thôi tôi đứng đi. Thôi tôi phải đứng. Không đâu quay đâu. Đây là 3 giờ lẻ lắm, 2 người cuốn. Của tôi không cô ơi. Đó là đâu, để đó đi. Bà, lấy ghế vô đây ngồi chơi. Cái này ủa đây. Gì? Chị nào? Ê, không phải suy nghĩ lại mới ăn bún nước mắm không nhà còn 2 tô súp. Bún giá rồi. Ok. Bún mắm nó có gì vậy? Có bì á. Bún với bì á. Trời, ngon ghê ha. Cái này
nhưng mà ăn ăn heo tôm thịt cũng ăn như vậy thôi, cũng ăn vị được khỏi bỏ cái kia tùy theo người thích ăn. Lấy cái cắt làm gì tôi nè, đi đi bót đi, mới lấy hộp về chia. Ờ cái bún 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 mà được có lấy mì, tại mình ăn cái bún mì bún bún bánh tầm mì rồi. Đúng rồi. À, lấy cái này được có lấy mì, lấy lẩu tay heo, thịt tôm rồi đó. Của em gái này chứ đi nè. Vậy thì mời cuốn cuốn còn nữa. Mời cuốn. Hả? Hai người cuốn mới kịp. Có em nhiều kiểu. Có em nãy ăn gì cưng? Em ăn bánh cam. Rồi. Rồi 160 đi cưng. Mệt cái gì? Cái ông này. Cô ái quê đâu ạ? Cho ái quê đi qua con kia tự tỷ rồi ăn rồi. Đó có ai có em á hả? Từ má chưa đâu. Đó của tôi phải không? Chưa. Đó chưa. Để kiếm chuyện không ha. Cái đó cho tôi đi, thấy cái đó cái giờ giúp cá nhiều. Đây nè, bên đây lấy nhiều lắm, bên đây còn nhiều lắm. À vậy hả? Ừ. Cá. Rồi rồi. Vậy lấy cái bún hồi nãy đi mà đừng có lấy bì. Lấy thịt ra, lấy bún không? Lấy bún mắm nêm ơi, mà không mắm nêm mà nước mắm. À. À vậy đó hả? Ăn nước mắm ngon hơn. À. Em thấy nãy có tập tơ heo rồi mẹ. Thì đó, anh mặc anh mặc vô đi, vô đi. Rồi, cuốn cho bà này còn 8 cuốn cho anh kia ngoài xe 5 cuốn á. Có tài cuốn mấy cái mấy cái chắc cái nhiều bà đi. Còn mà 8 cuốn ngoài đề ngoài kia 5 cuốn. Chị móc chai nha. Móc cho làm miếng nữa con. Móc cho đá ra cô Dũng à. Ta lỡ hôm nay bỏ vô cái luôn á, bỏ vô 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 vậy, có đậu phộng không? Có đậu phộng, cái mình đó ra tam hợp đó, bỏ vô luôn mà tôi cũng bật ra đi. Để em lựa cho anh bán đi, để em lựa cho, để em lựa anh lựa đấy, tội nghiệp thời gian quá. Anh cuốn đủ chưa? Đó, cái hộp 5 cuốn của chị đâu? Rồi cuốn 5 cuốn cho chú về chú đi. Còn chị này còn mấy cuốn nữa nè. Đâu ghê. Thêm cho người chị ạ. Gắt tôm với thịt cho bà Tám ha. Ủa 2 giờ rồi, Tám ơi đi, Tám ơi. Thôi đi 2 giờ rồi. Tôm nữa không? Chị gì đâu mà hành lá. Đi đi 2 giờ 10 rồi đó, đi đi. 2 giờ rưỡi đi. Không không ạ. Má xong bây giờ đủ quá, nó chạy xuất quần rồi má. Ai biết đâu cũng thấy là 2 giờ 10 rồi. Đây góc đường Bình Trấn Công Chúa và Lịch Minh Thăng này. Chú anh chị. Đó, đẩy cước cho đi. Cũng nằm cố về trước. Rồi. Còn bên này là hoàn thành lá, ngọn hoàn thành lá này cũng là ghê ha. Xong vô qua quay bà mũi bên kia nữa. Bên đó. Bán cái này. À, hoàn thành lá. Hoàn thành lá ha. Rồi cũng phụng là tính của anh tính lấy tôi nè. Bao nhiêu tiền nè? Hai loại. Phụng là bao nhiêu hộp của chị, bao nhiêu hộp? Của chị này là 3 phần, có 6 hộp. Bây giờ tính đi 5 cuốn này là nhiêu? 5 cuốn này 60. 60. Rồi một cái bún mà bún. Mấy hộp, mấy hộp á thầy? Coi như là 3 gọi 2 đó, vậy là 5 với 4 là 6, với cái Quỳnh Khánh này là 7. Rồi. 7 là 28 rồi đó. 28 với lại 60. 60 là 340. À. Rồi giờ đưa 300, rồi chuyển 40. Thôi chuyển mà